Sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một ngôi nhà 3 tầng ở khu phố cổ Hà Nội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thủ đô đã huy động nhiều xe, phối hợp nhiều lực lượng nhưng phải mất nhiều giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt. Theo người dân chứng kiến, đám cháy bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà số 81 Hàng Bồ. Do đây là nơi kinh doanh vàng mã nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội. Ngôi nhà có 3 hộ gia đình sinh sống. Khi hỏa hoạn xảy ra, vẫn còn một số người mắc kẹt lại bên trong. Ngọn lửa thì nó bùng lên, dân hai bên thì tất nhiên là người ta phải lo lắng rồi, vì là nhà chung quanh đấy là người ta cũng chạy đỡ cho cái nhà đấy, nhưng mà đến lượt nhà người ta thì người ta cũng cuống lên tại chạy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố phải huy động 8 xe cứu hỏa và 2 xe tiếp nước tới hiện trường. Đầu tiên, lực lượng này phun nước vào các ngôi nhà lân cận để chống cháy lan, sau đó mới phun nước trực diện từ cửa chính, từ tầng 3 xuống và từ tầng 1 lên. Cháy này thì thứ nhất là đường vào trong nhà là rất là nhỏ hẹp, cầu thang là phải đi thẳng người, chỉ một người được đi. Thế cho nên là việc mà tiếp cận vào cái điểm cháy là rất khó khăn. Thứ hai là cái khói của cái hương này nó rất là đậm đặc. Cho nên là việc mà tổ chức chữa cháy là chúng tôi phải sử dụng các thiết bị thở. Và để mà đồng thời là tổ chức cho anh em là thay nhau để vào là xử lý. Phải mất 2 giờ đồng hồ, vụ hỏa hoạn mới được khống chế. Lực lượng này cũng đã cứu được 3 người mắc kẹt bên trong. Hiện tại một người bị bỏng nhẹ và được đưa vào bệnh viện Sanh Pôn sơ cứu.